Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Kính thưa quý vị, liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, mới đây, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công, phá hủy sở chỉ huy của hai lữ đoàn, đồng thời bắn hàng loạt tiêm kích của quân đội Ukraine trong các cuộc giao tranh ngày qua. Ở sườn phía nam Bakhmut, Nga đã tấn công, đánh chiếm các cao điểm tiếp giáp với Klitschivka. Kết quả là lực lượng vũ trang Nga đã giành được điểm cao quan trọng về mặt chiến thuật ở phía bắc ngôi làng và kiểm soát phần lớn hệ thống phòng thủ chiến lược. Việc kiểm soát vị trí này giúp có thể giám sát liên tục tất cả các hướng tiếp cận Klitschivka, cũng như các vị trí đổ bộ về phía bắc theo hướng Krasnoye, Ivanovsk. Lữ đoàn 5 Ukraine bó tay trước sự vượt trội hoàn toàn của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, Trung đoàn 102 thuộc Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 150 Nga cũng đang thành công trong việc phát triển cuộc đột kích vào hợp tác xã Dacha ở phía tây nam Bakhmut, nơi đã bị mất hồi tháng 6. Những bước tiến mới của Nga đã làm xấu đi vị thế của Ukraine ở Krasnoye. Ở phía tây bắc, lính dù Nga tiếp tục tiến lên từ hồ chứa Bekoskoye. Bây giờ các trận chiến đang diễn ra nhằm giành lấy trận địa quan trọng trong vườn ươm Valianovsky. Cùng lúc đó, tiểu đoàn 92 thuộc lữ đoàn 107 Ukraine cố gắng phản công từ ngoại ô Bogdanovka, nhưng họ dễ dàng bị đẩy lui, sau đó Nga tận dụng tình thế để tiến hành truy kích, loại bỏ nhóm xung kích của đối phương. Và đó chưa phải là tất cả, Nga đã tăng cường hoạt động ở phía bắc Soledar. Từ Belogorovka, các quân nhân Nga đã xâm nhập đáng kể vào hàng phòng ngự của Ukraine dọc theo tuyến đường sắt phía đông Veseloye. Bước tiến này giúp họ có thể bắt đầu bao phủ tuyến Veseloye-Rasdoloka, làm phức tạp thêm vị trí của lữ đoàn sơn cước số 10 Ukraine trong khu vực. Với cuộc tấn công tiếp theo, rất có thể Nga buộc lực lượng Ukraine phải rút lui. Theo kênh German, Nga tăng cường tấn công vào nhà máy than và hóa chất. Dù chỉ giành được một số bước tiến nhỏ, nhưng họ đã buộc quân đội Ukraine phải rút lui khỏi một số vị trí. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga cố gắng tiến về 7 hướng trên khắp các mặt trận và tổng cộng 83 cuộc giao tranh đã xảy ra. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine có đoạn, đối phương đã phóng 2 tên lửa và 71 cuộc không kích, thực hiện 65 đợt tập kích hỏa lực bằng pháo và lực phóng loạt vào các vị trí của quân ta. Lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Bakhmut, Mariinka, Zaporizhia. Đồng thời, lực lượng Kiev vẫn giữ các vị trí ở tả ngạn vùng Donetsk và tiếp tục gây ra những tổn thất nặng cho phía Nga, báo cáo cho biết. Theo ông Peskov, các nước phương Tây luôn nói rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine phải kết thúc, nhưng họ muốn kết thúc nó bằng sự thất bại của Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định, những điều xảy ra trên chiến trường cho thấy điều đó là không thể xảy ra, và đúng hơn là viễn cảnh ngược lại mới là điều tất yếu. Một mặt, họ muốn cuộc chiến này chấm dứt, nhưng mặt khác, họ lại kéo dài nó bằng cách bơm tiền vào xung đột. Ông Peskov nói thêm rằng, điều quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga là Nga phải hoàn thành các mục tiêu của mình. Ông khẳng định, đối với Nga, chúng tôi đã nhắc lại ở mọi cấp độ, kể cả cấp cao nhất rằng điều quan trọng đối với chúng tôi là đạt được mục tiêu của mình. Sẽ tốt hơn nếu đạt được chúng thông qua các nỗ lực chính trị và ngoại giao. Ông cũng nhấn mạnh rằng phía Nga đã làm mọi thứ có thể để đạt được mục tiêu kể từ trước ngày 24 tháng 2 năm 2022, thời điểm bắt đầu chiến sự nhưng đều bị từ chối. Theo hướng Kupiansk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapad của Nga phối hợp với máy bay và pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các nhóm từ các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 43, 60 và 57 lực lượng vũ trang Ukraine gần Hồ Liman. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên lên tới 140 quân, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới và 1 khẩu pháo M199 do Mỹ sản xuất. Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tờ Center của Nga phối hợp với pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công do lữ đoàn vệ binh quốc gia số 5 của Ukraine phát động gần Donetsk. Ngoài ra, các cuộc không kích của Nga còn được thực hiện nhằm vào nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần khu rừng Serebryansky. Ở hướng trên, Ukraine tổn thất 290 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 2 hệ thống pháo tự hành Dana do Séc sản xuất ở hướng này. Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng chốt của Nga phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công do lữ đoàn cơ giới 24 và không quân Ukraine phát động gần Lugansk và Donetsk. Các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào nhân lực và khí tài đối phương gần Donetsk. Ở hướng trên, Ukraine tổn thất 300 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Kvosdika.
Theo hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga cùng máy bay trực thăng, máy bay tấn công mặt đất và pháo binh đã gây thiệt hại về nhân lực và khí tài của lữ đoàn 79, 72 cơ giới hóa và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 128 Ukraine gần Donetsk. Ở hướng trên, Ukraine thiệt hại 165 binh sĩ, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo tự hành FH-70 do Anh sản xuất, 1 hệ thống pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất, 1 hệ thống pháo binh M777 do Mỹ sản xuất, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và 1 bệ phóng Grad. Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị lực lượng Nga cùng hàng không và pháo binh đã gây tổn thất về nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới thứ 33, 65 và 118 của Ukraine gần Donetsk. Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 55 binh sĩ, 2 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo D-30. Theo hướng Kherson, quân đội hàng không và pháo binh Nga đã gây hỏa lực sát thương cho đối phương gần vùng Kherson. Ở hướng trên, Ukraine có 80 binh sĩ thương vong, 3 phương tiện cơ giới, 1 xe tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo M777, 1 pháo D-20 cũng như 1 trạm tác chiến điện tử. Các lực lượng Nga đã tấn công các sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 31 và lực lượng đặc biệt số 12 Ukraine, sở chỉ huy UAV của lữ đoàn cơ giới số 109 của Ukraine, kho đạn dược và nhiên liệu cũng như nhân lực và khí tài quân sự của họ ở 113 khu vực. Các đơn vị phòng không Nga đã bắn rơi 2 máy bay Su-25 và 1 máy bay MiG-29 của không quân Ukraine gần Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh binh sĩ của lực lượng lính dù cận vệ Ivanovo thuộc lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong video, lính dù Nga bắn hạ 3 máy bay không người lái UAV trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ của hệ thống tên lửa phòng không cầm tay V-3 và Stela-10. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các đơn vị phòng không Nga đã loại bỏ nhiều UAV của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của nước này hoạt động hiệu quả, cung cấp lớp bảo vệ trên không cho quân đội Nga. Các đơn vị phòng không Nga bảo vệ vững chắc các lực lượng khỏi các cuộc tấn công trên không và trinh sát của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lính dù Ivanovo đã trang bị mạng lưới các điểm giám sát trên không theo hướng Bakhmut, cho phép phát hiện và tiêu diệt kịp thời máy bay địch. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, theo báo cáo của các phóng viên chiến trường, những nỗ lực này đều thất bại do lính dù Nga hoặc các cuộc tấn công của bộ binh Nga. Cách đây không lâu, một đơn vị đặc biệt của lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đổ bộ lên bờ trái sông Donetsk gần đảo Belogrudi. Tuy nhiên, nhóm đổ bộ này đã bị quân Nga phục kích và buộc phải rút lui, vội vã vượt sông trở về. Các chuyên gia lưu ý rằng, các cuộc đổ bộ như vậy ở tà ngạn sông Donetsk hầu như sẽ thất bại và không thể dẫn đến việc tạo ra các đầu cầu ổn định để tấn công thêm vào các vị trí của Nga. Tình hình ở bờ trái sông Donetsk vẫn căng thẳng do khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, trong khi bờ phải của sông do quân đội Ukraine kiểm soát. Với việc giải phóng Kromove, có thể nói quân đội Nga đã cắt đứt mọi đường tiếp cận của phương Tây tới Bakhmut đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này tạo ra những khó khăn nhất định cho lực lượng vũ trang Ukraine trong trường hợp có nỗ lực phản công theo hướng thành phố. Vì để làm được điều này, lực lượng Ukraine sẽ phải chiếm lại những đoạn đường sắt và đường cao tốc bị mất hoặc tiến quân qua cánh đồng trong điều kiện thời tiết thay đổi. Trang SF thông tin, quân đội Nga đã triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trong đợt tấn công mới nhất này, một số mục tiêu ở vùng Zhytomyr đã bị tấn công. Một trong số đó là kho đạn lớn chứa đạn NATO cung cấp cho Ukraine ở gần Berdychev. Nga cũng tiếp tục tấn công sân bay quân sự ở Starokonstantinov thuộc vùng Kamenitsky. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai máy bay F-16 mà Ukraine dự định thực hiện. Kể từ tối hôm 5 tháng 12, nhiều vụ nổ đã xảy ra ở Odessa và một trong những mục tiêu được cho là sân bay Skolny. Bên cạnh đó, nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga cũng đã xảy ra ở gần Kropyvnytsky. Các đơn vị của Ukraine cũng bị tấn công gần Kharkov trong quá trình luân chuyển tới vùng Kupiansk. Trong khi đó, lực lượng Nga không ngừng tiến công ở mặt trận. Ở sườn phía bắc của Bakhmut, họ cắt một con đường quan trọng và bắt đầu bao vây Bogdanovka. Trong 24 giờ qua, quân Nga cũng đã cải thiện vị trí của mình ở sườn phía nam. Tại vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut, quân Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát con đường tới Ivanovsk. Lực lượng Nga cũng duy trì quyền chủ động với các hướng khác ở Donbas, dù chiến tuyến không có thay đổi đáng kể trong 24 giờ qua.
Tại Zaporizhia, các binh sĩ của sư đoàn tấn công đường không số 76 của Nga đã truy đuổi một xe thiết giáp chở quân của Ukraine bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV. Sau khi phát hiện được mối đe dọa, kíp lái của xe thiết giáp chở quân Ukraine đã nhanh chóng chuyển hướng để tránh UAV. Trong quá trình rút lui, phương tiện này đã va phải một quả mìn chống tăng và nổ tung trước khi UAV cảm tử lao tới. DTR-4 là loại xe thiết giáp chở quân do các kỹ sư Ukraine phát triển và chế tạo từ đầu những năm 2000. Phương tiện được thiết kế với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới cũng như chi viện hỏa lực trên chiến trường. Bên cạnh đó, BTR-4 còn được trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh và lính thủy đánh bộ Ukraine do có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Một trinh sát cấp cao của Nga với biệt danh Freud cho biết, thời tiết, sự thiếu chú ý của đối phương đã giúp chúng tôi bí mật vượt qua giới tuyến để thâm nhập vào hậu phương của họ. Người này nói thêm, chúng tôi thường không gặp bất kỳ sự kháng cự nào vì không nhìn thấy chúng tôi hoặc do chúng tôi đã nhanh chóng vô hiệu hóa các vị trí quan sát của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm trinh sát đã phá hủy một kho chứa vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Moscow không nêu rõ quy mô của kho chứa này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm trinh sát của Nga đã trở về vị trí mà không chịu bất cứ tổn thất nào. Nga và Ukraine tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới tiếp tế, hậu cần của nhau nhằm cản trở hoạt động tiến công của đối phương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng lính dù nước này đã sử dụng máy bay không người lái Lancet để phá hủy hai trạm radar ST-68 và P-18 cùng một trạm liên lạc di động của Ukraine ở hữu ngạn sông Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc điều khiển Lancet một cách chuyên nghiệp và thành thạo đã cho phép người điều khiển máy bay không người lái loại bỏ các mục tiêu Ukraine bằng một đòn tấn công trực tiếp. Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay không người lái Kamikaze kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những chiếc UAV như vậy cung cấp một giải pháp rẻ tiền và hiệu quả để loại bỏ các mục tiêu cụ thể, trong khi vẫn có thể giữ an toàn cho binh lính. UAV Lancet tham chiến lần đầu vào tháng 7 năm 2022 và đã tấn công hàng trăm khí tài của Ukraine, trong đó chủ yếu là pháo tự hành và lựu pháo, tổ hợp phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, xe tăng thiết giáp và cả tiêm kích MiG-29. Trong video, UAV của Ukraine đã đánh trúng S-350 gần một tuyến đường cao tốc. Dù tín hiệu bị mất trước khi UAV va chạm với mục tiêu, nhưng một UAV trinh sát khác đã xác nhận việc hệ thống của Nga phát nổ và bốc cháy. S-350 là một hệ thống phòng không mới, hiếm khi được phát hiện ở Ukraine và có giá khoảng 135 triệu đô la Mỹ. S-350 VTS là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung do tập đoàn Amas Antey phát triển, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở trọng yếu trước những cuộc tập kích bằng vũ khí đường không hiện đại và tiên tiến. Truyền thông Nga cho biết S-350 có khả năng đánh chặn các mục tiêu như máy bay, UAV, tên lửa hành trình và các phương tiện khác ở phạm vi tối đa từ 120 đến 150 km. Hệ thống phòng không này sử dụng tên lửa 9M96, mang theo đầu đạn nổ nặng 24 kg, được trang bị radar dẫn đường chủ động. Theo tờ Defense Blog, cuộc tấn công do quân đội Ukraine thực hiện đánh dấu một thành tựu chiến lược quan trọng trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra trong khu vực. Hệ thống 9K33 Osha được thừa nhận về khả năng chống lại các mối đe dọa trên không. Tuy nhiên, chúng đã bị vô hiệu hóa bởi loạt đạn chính xác từ pháo binh Ukraine. 9K33 Osha, hay còn gọi là SA-8 Gekko của Nga, là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn, có tính cơ động cao, được đặt trên khung gầm của xe bọc thép bánh lốp cấu hình 6x6 với kíp chiến đấu 5 người. 9K33 Osha có khả năng phòng chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong lời kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Joe Biden cho rằng việc không ủng hộ Kiev sẽ là món quà dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Blinken cho biết, trừ khi Quốc hội hành động thông qua yêu cầu tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia của Tổng thống, đây sẽ là một trong những gói hỗ trợ an ninh cuối cùng mà chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine. Gói mới nhất này bao gồm đạn phòng không, đạn HIMARS, đạn pháo, tên lửa chống bức xạ tốc độ cao không đối đất HARM, tên lửa chống tăng và đạn vũ khí nhỏ. Quốc hội Mỹ trước đó đã phân bổ 111 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bao gồm 67 tỷ đô tài trợ mua sắm quân sự, 27 tỷ hỗ trợ kinh tế và dân sự và 10 tỷ viện trợ nhân đạo. Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Zalanda Jung cảnh báo rằng tất cả số tiền đó đã cạn kiệt vào giữa tháng 11.
Theo tờ Kiev Independent, chia sẻ trên Telegram, tư lệnh không quân Ukraine Mykolai Olechuk cho biết một tên lửa phòng không của Ukraine đã bắn hạ tiêm kích bom Su-24M của Nga khi nó được một chiến đấu cơ Su-30SM yểm trợ để thực hiện vụ tấn công nhằm vào phía nam tỉnh Odessa của Ukraine. Hiện phía Nga chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được ông Olechuk công bố. Những đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Odessa đã trở nên thường xuyên kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nằm bên Biển Đen, tỉnh Odessa đóng vai trò là cảng trung tâm thương mại trong khu vực. Trong khi đó, đảo Rắn cách đất liền tỉnh Odessa 35 km. Với ưu thế giành được quyền kiểm soát đảo Rắn, quân đội Nga từng tiến hành phong tỏa các cảng của Odessa trên Biển Đen và tấn công tên lửa trực tiếp vào Ukraine. Thi thể của ông Kiva nằm trong khuôn viên khách sạn Village Country Club gần ngôi nhà nhỏ nơi ông đang sinh sống. Một số cơ quan truyền thông Nga dẫn các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết ông nằm úp mặt trên vũng máu dưới lớp tuyết dày. Ông Kiva có một vết thương ở đầu, theo hãng thông tấn TASS. Người phát ngôn cơ quan tình báo quân đội Ukraine Andrei Yusov sau đó tuyên bố rằng các cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ tấn công. Các phương tiện truyền thông khác cho rằng cơ quan an ninh Ukraine SBU đã ra tay. Theo đài RT, giới chức Nga đến nay vẫn chưa bình luận về vụ việc. Ông Kiva là nghị sĩ Ukraine từ năm 2019 đến năm 2022 và là thành viên của một đảng đối lập bị cấm ở Kiev vào tháng 6 năm 2022. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, ông chỉ trích Mỹ và NATO vì đã sử dụng Ukraine làm mồi nhử để khiêu khích Nga tham gia cuộc xung đột. Chính trị gia này rời Ukraine không lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022. Đầu tiên ông chuyển đến Tây Ban Nha và sau đó đến Nga. Cơ quan thực thi pháp luật Ukraine cũng buộc ông tội phản quốc, cáo buộc ông làm mọi cách để dẫn đường lực lượng Nga đến nước này. Ông bị kết án vắng mặt 14 năm tù ở Ukraine. Cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết, Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về vụ sát hại cựu nghị sĩ Ukraine. Ủy ban này cho hay ông đã bị sát hại vào tối ngày 5 tháng 12 theo giờ địa phương và kẻ tấn công không rõ danh tính đã dùng súng bắn ông. Ông Pistorius đưa ra bình luận trên sau khi xuất hiện các cáo buộc cho rằng Berlin còn chần chừ trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Dù đã cam kết tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev vào năm 2024, Đức vẫn bị chỉ trích vì từ chối gửi tên lửa Taurus cho Ukraine. Anh và Pháp trước đó đã cung cấp vũ khí tầm xa tương tự. Berlin đã cung cấp cho Ukraine pháo binh, xe tăng Leopard, hệ thống phòng không Iris-T và Patriot, đạn dược, phương tiện, máy bay không người lái và các loại vũ khí khác. Ông Pistorius chỉ ra rằng Đức là nước ủng hộ Kiev lớn thứ hai sau Mỹ. Bộ trưởng Pistorius cho hay, chúng ta hiện gặp phải vấn đề là cung không bắt kịp với cầu tại một số lĩnh vực của ngành công nghiệp quốc phòng. Và lấy ví dụ về việc cần 6 tháng để tái khởi động sản xuất đạn dược cho xe tăng Leopard. Ông cũng chỉ trích cam kết của Liên minh châu Âu về việc tăng sản lượng đạn pháo 155mm lên 1 triệu viên đạn vào mùa xuân. Vì điều này đẩy kỳ vọng lên cao nhưng cuối cùng không thể thực hiện được. Dù vậy, Bộ trưởng Đức cũng bày tỏ kỳ vọng rằng tình hình sẽ cải thiện trong vài tháng tới, khi mà nước này chuẩn bị cung cấp gần 200.000 viên đạn cho Ukraine, đồng thời lưu ý mọi thứ đều cần có thời gian và vấn đề không phải là quyết định chính trị hay nguồn lực tài chính. Theo ông Peskov lý giải, khu vực này đang bất ổn, khu vực lân cận chắc chắn đầy rẫy những nguy hiểm khó lường, do đó chúng tôi thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho người đứng đầu nhà nước Nga ở mức độ phù hợp. Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc các máy bay chiến đấu tháp tùng chuyên cơ của Tổng thống hoàn toàn tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ trong các chuyến công du nước ngoài. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 4 chiếc Su-35 của không quân nước này đã tháp tùng chuyên cơ Ilyushin-96 chở Tổng thống Putin từ Moscow đến Abu Dhabi. Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải video cho thấy những chiến đấu cơ này bay gần máy bay của Tổng thống Putin. Bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã gọi Tổng thống Putin là người bạn thân thiết, nói rằng ông rất vui khi được gặp lại người đồng cấp Nga. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần gần đây nhất là vào cuối tháng 6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, trong đó Tổng thống UAE là khách mời danh dự. Ông cho biết thêm rằng hai nước đang tích cực mở rộng hợp tác công nghiệp, đồng thời tham gia một số liên doanh dầu khí lớn. Tổng thống Mohammed bin Zayed Al Nahyan mô tả mối quan hệ với Nga là lịch sử và lưu ý rằng mối quan hệ này đang phát triển trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích của cả hai quốc gia. Máy bay quân sự của UAE đã trình diễn phun khói màu quốc kỳ Nga trên bầu trời Abu Dhabi để chào mừng chuyến thăm của Tổng thống Putin. Những người cưỡi lạc đà và các sĩ quan cưỡi ngựa đã đón đoàn xe của ông Putin trên đường từ sân bay tới dinh Tổng thống.
Điện Kremlin trước đó cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về triển vọng phát triển hơn nữa, hợp tác nhiều mặt Nga-UAE cũng như các vấn đề quốc tế cấp bách với trọng tâm là tình hình ở Trung Đông. Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết các cuộc thảo luận ở Abu Dhabi sẽ diễn ra theo các hình thức mở rộng và một một. Phái đoàn cấp cao của Nga còn có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Andrei Belousov, Phó Thủ tướng Alexander Novak, Bộ trưởng Thương mại Denis Manturov, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Enveria Nabulina và những người đứng đầu các cơ quan nguyên tử vũ trụ của đất nước. Sau kết thúc chương trình ở Abu Dhabi, ông Putin dự kiến sẽ tới Riyadh để hội đàm với giới chức Ả Rập Xê Út. Hôm 6 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố, trong ngày qua, lực lượng không quân Israel tấn công khoảng 250 mục tiêu ở dải Gaza. Quân đội tiếp tục xác định vị trí vũ khí, hầm ngầm, chất nổ và cơ sở hạ tầng quân sự ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 6 tháng 12 cho hay, lực lượng Israel đang bao vây nhà của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza, cho rằng việc bắt giữ ông này chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội Israel cho biết 138 con tin vẫn còn ở Gaza. Theo đó, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hakari thông báo số con tin bị bắt giữ ở Gaza tăng lên 138, trong đó có khoảng 20 phụ nữ và trẻ em, số còn lại là nam giới. Nhà Trắng tin rằng 8 con tin Mỹ vẫn còn ở Gaza. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Nhà Trắng đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo việc thả con tin, bao gồm cả việc đàm phán lệnh ngừng bắn tạm thời khác với Hamas để tạo điều kiện cho những con tin ra khỏi Gaza an toàn. Trong khi đó, mạng xã hội gần đây đã lan truyền một đoạn video được cho là lực lượng không quân Israel đã bắt đầu triển khai bom dẫn đường Spy 2000 trong các hoạt động ở dải Gaza. Việc này cho thấy Israel rất kỳ vọng vào việc tăng cường hiệu quả các hoạt động quân sự trong khu vực. Khả năng của Spy 2000 là cung cấp các cuộc tấn công chính xác trong môi trường đầy thách thức, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong các hoạt động quân sự hiện đại. Cần lưu ý rằng hồi đầu tháng 11, có thông tin cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt kế hoạch cung cấp loạt bom dẫn đường Spy trị giá hơn 320 triệu đô la Mỹ cho Israel để nước này dùng chống lại lực lượng Hamas tại dải Gaza. Trong đoạn clip do Văn phòng Thủ tướng Israel công bố, ông Netanyahu cho biết, đêm qua lực lượng của chúng tôi có thể đi đến bất cứ đâu trong dải Gaza. Họ hiện đang bao vây nhà của Sinwar. Ngôi nhà đó không còn là nơi ẩn náu an toàn nữa. Ông ta có thể chạy trốn, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra ông ta. Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên dương lực lượng phòng vệ Israel đã tiêu diệt khoảng một nửa số chỉ huy tiểu đoàn của Hamas trong cuộc giao tranh kéo dài 2 tháng qua. Phong trào này được cho là sở hữu 24 tiểu đoàn chiến đấu ở Gaza. Ông tuyên bố Gaza cần được phi quân sự hóa và lực lượng duy nhất có thể đảm bảo điều này là lực lượng phòng vệ Israel. Theo tờ Wall Street Journal ngày 1 tháng 12, theo lệnh của ông Netanyahu, các cơ quan tình báo hàng đầu của Israel đang lên kế hoạch truy lùng các thủ lĩnh Hamas sống ở Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar. Đây là chiến dịch kéo dài nhiều năm nhằm truy lùng các nhân vật chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Thông báo của Houthi viết, chúng tôi đã bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu quân sự của Israel ở Al-Rasrat, tức Eilat. Nhóm này cho biết thêm rằng lực lượng Houthi đang tiếp tục hoạt động và cố gắng ngăn chặn các tàu Israel đi qua biển Ả Rập và biển Đỏ nhằm hỗ trợ người dân Palestine bị Israel áp bức. Theo lực lượng Israel, vụ phóng tên lửa này đã kích hoạt hệ thống phòng không của Israel và ít nhất một quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không Arrow đánh chặn. Trong những tuần qua, Houthi liên tục bắn tên lửa về phía thành phố cảng Eilat này và nhắm mục tiêu vào các tàu mà nhóm cho là của Israel đi qua eo biển Bab al-Mandab, tuyến đường thủy chiến lược nối biển Đỏ với biển Ả Rập. Nhà Trắng hôm 4 tháng 12 cho biết Mỹ có thể thành lập một lực lượng đặc nhiệm hải quân để hộ tống các tàu thương mại ở biển Đỏ. Diễn biến này đến một ngày sau khi ba tàu bị tên lửa Houthi tấn công. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!